Hello mọi người, nhất là các anh trai tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Đây là video clip em làm về tử vi năm 2018, năm Mậu Tuất cho các anh. Mong rằng nó là các thông tin bổ ích giúp các anh có được cái nhận định tốt hoặc là xấu, những cái thông tin cần thiết về tử vi của cái năm Mậu Tuất đối với tuổi của các anh, mà các anh có thể cương nhu trong làm ăn cũng như là cuộc sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Đầu tiên hết á, thì người của các anh á, thì là mạng là tác đố mộc. Năm nay năm mà Mậu Tuất 2018 thì năm là bình địa mộc, cho nên là cùng hàng tốt. Sao á, thì các anh có sao thổ tú, rối rắm nạn tai cho người mà nó gặp sao thổ tú. Hạn thì là ngũ mộ thì hao tài mất của. Vận niên thì là trư phùng hỏa, heo gặp lửa xấu. Thiên can á, thì chữ nhâm gặp chữ mậu, mà là mậu nó khắc nhâm, gọi là thiên can bị tương khắc, sẽ bất an và rối rắm về công việc. Địa chi á, Tuất với lại Tý á, thì nếu mà về thiên địa chi xét á, thì gọi là từ chỗ hòa bình, nhưng mà xét về bên trong cái ấy á, Tuất á, thì là hành thổ, đúng không? Tý thì hành thủy, cho nên là thổ nó khắc thủy, mà Tý chúng ta bị khắc thì gọi là tương khắc, địa chi tương khắc cũng bất an luôn. Nếu như vậy thì rõ ràng là các chúng ta có tất cả mọi thứ, coi như 1, 2, 3, 4, 5, 6 thứ để xét về vận hành của năm, thì chúng ta chỉ có cái mạng là ổn thôi. Mà cái mạng là gì? Nó là mạng mộc gặp năm mộc đồng hàng, chứ cũng không được tương sinh nữa. Cho nên là chúng ta có tới 5 cái xấu tương khắc đủ thứ mọi chuyện, mà trong đó có cái khó khăn nhất là thiên can mậu nó khắc nhâm, thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn và những cái dự định của các anh rất là nhiều. Năm nay thì các anh đã năm nay tức là năm 2017 thì các anh đã có những cái nó đã không tốt rồi. Bây giờ qua năm 2018 thì hy vọng nó tốt hơn, nhưng mà cũng không mấy khả quan. Thì để xét xem thử coi mọi thứ nó như thế nào. Rõ ràng bên trong thì để xét mà tử vi của cả năm á, thì em cũng có nhắc sơ lại cái tử vi, cái thiên tính trọn đời của các anh. Thì các anh mà tuổi Nhâm Tý thì rất là may, là nam nhâm nữ quý, cho nên là trai mà nhâm thì thật là sướng thân. Và các anh người mà Nhâm Tý thì là có sao phúc đức chiếu ở trong mạng ha. Thuận mạng là nam nhâm nữ quý, cuộc sống thuận lợi hơn người, đa phần đều có tài ngoại giao xoay sở khôn ngoan, tính toán thì dễ thành công ở các lĩnh vực như là kinh doanh, ngoại giao, nghệ thuật. Các anh tuy là chuột nhưng mang mệnh đào hoa, rất dễ thu phục tình cảm của người khác phái, cho nên đường tình duyên rất là trở nên rối rắm trắc trở. Mà tình duyên mà người mà tình cảm ham mê đào hoa thì công danh sự nghiệp rất là khó thành công. Hay những người này nếu như mà vượt qua được cái ải nghĩa nhân thì có mới có được cái cuộc sống tốt hơn và cái gia đạo, chứ còn nếu có gia đạo ổn định thì mới ấy được, chứ mà người này mà cứ bay nhảy lung tung thì cuối cùng chả đâu vào đâu ha. Đó, mặc dù á, là tuổi của các anh á, là gọi là đúng là được ưu đãi nhiều mặt, nhưng sự nghiệp á, lại là lên xuống thất thường. Tuy vậy á, vật chất không có thiếu nhưng mà tinh thần thì luôn luôn bất ổn. Các anh có khổ này nữa cũng không cần phải lo tình ấy thôi, nó cũng có may mắn lắm. Số các anh á, là cũng ngoài cái việc là được cái nhiều cái ái độ mệnh thì cũng phạm vào tam hình, nên là dễ lâm vòng tù tội nếu ăn ở thiếu đức. Chỉ trừ các anh mà sanh thuận mùa, đó là chuột mùa xuân á, thì cuộc sống mới được hưởng nhiều phúc lộc, tuổi già an nhàn phú túc. Nha các anh, nên nhớ là mình có cái phạm cái tạm hình cái tam hình thì nó sẽ có những cái việc rất là ấy ha, cho nên là cẩn thận, nhiều khi tai bay vả gió vô chổng ngồi vài năm nó mệt lắm á. Rồi xét đó là những cái chung thiên tính của các anh. Thì bây giờ nó xét cái năm Mậu Tuất 2018 này nó đối với các anh thì như thế nào. Năm Mậu Tuất 2018 á, các anh thì bị sao thổ tú chiếu mạng nè, thường sinh nhiều việc rối rắm, từ chuyện làm ăn đến gia đạo, tiền bạc thì hao tốn, dễ gặp tai nạn. Sao thổ tú thì thuộc hành thổ, đối với người mà mệnh bình địa mộc của các anh á, đúng không, là mộc nó khắc thổ, mà ngược lại đi nữa thì mộc của mình ngoài thủy ra cũng phải có thổ để dưỡng mộc, cho nên là tuy là có gặp xui rủi nhưng mà
nó cũng vẫn có phần may mắn, vì là mộc nó khắc thổ mà, hoặc là mộc nó cũng phải, mình phải trồng cái gì mình phải có đất chứ, đâu phải nhất thiết là không có đất thì không thể nào mà trồng cây được, cho nên là cũng còn đỡ. À, với cái hạn ngũ mộ á, thì hãy đề phòng kẻ lừa gạt ha, hay bị trộm cắp hao tài mất của. Năm nay mà có thằng bạn nào thân từ xưa giờ lâu quá không liên lạc tới, nó liên lạc tới nó hỏi là coi chừng mất tiền ha, để ý cho nó mượn nó đi luôn á. À, về tứ trụ á, thì năm 2018 này á, là đối với các anh á, là có thiên hư và địa hại, cả thiên và địa đều không tốt hết, thì chắc chắn công việc làm ăn không thuận lợi, có nhiều trở ngại chống phá, nên cẩn thận về tiền bạc và giấy tờ khi ký kết. Gia đình cũng có nhiều rối rắm bất an ha, đặc biệt đó là coi chừng hả chia lìa. Vận niên thì trư phùng hỏa, bất lợi trong quan hệ, dễ sinh nóng nảy vì thường gặp điều mà trái ý nghịch lòng. Năm nay là cái người mình cứ cảm thấy nó khó chịu, lửa đốt trong lòng không ha, lúc nào cũng cứ cảm thấy nôn nao khó chịu hết, đó là năm Mậu Tuất đối với các anh. À, phối hợp với các yếu tố trên á, đứng về mặt ngũ hành để luận giải á, năm nay can mậu thì thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận thái chủy ha, hỏa vận thì chắc chắn là hợp hỏa rồi, thì hỏa sẽ rất là nhiều. Đối với các anh mà mạng tan đố mộc này á, thì có phần khó khăn thua thiệt, nhưng không phải thất bại hoàn toàn. Gặp năm hỏa thì sinh xuất, các anh đừng tính chuyện làm ăn lớn. À, gặp năm hỏa nhiều mình mệnh mộc, đúng không? Tức là cái mệnh của năm là mộc, nhưng mà năm nay là nằm âm hỏa nó rất là nhiều, cho nên là mình mệnh mộc thì đừng hoàn toàn tính chuyện làm ăn lớn ha, coi chừng là tiền mất tật mang đó. Công việc á, hàng ngày á, mà từ xưa giờ á, thì các anh vẫn có vòng danh lợi ha, đừng có tham cầu quá lớn lao thì sẽ chết. Đặc biệt á, đừng thấy lợi lớn mà ham, có thể rơi vào vòng pháp luật, nên an phận thủ thường và cố gắng chịu đựng vì một năm nhiều bất trắc, không những trong công việc làm ăn mà cả trong gia đình tình cảm. Có thể nói đây là năm khá xấu của các anh ha, các anh vừa trải qua một năm 2017 là năm xung tí ngọ mèo dậu ha, gặp sao thấy bạch ha, khó khăn bước qua năm nay, gặp sau này cũng chả có mặt lành gì hơn bao nhiêu, cho nên là năm hai năm liên tiếp này là hàng ha. Xét về mặt tử vi năm 2018 Mậu Tuất, tiểu vận đi vào vượng địa, công việc làm ăn sức khỏe sẽ có nhiều may mắn, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải sự chẳng lành do sao hạn xấu gây nên. Vận đại vận 10 năm tức là năm 42 tới năm 51 tuổi là thời gian có nhiều may mắn về công danh tiền tài, tăng trưởng ổn định trong cuộc sống. Tiểu vận năm tiểu hạn năm nay là chịu ảnh hưởng của đại vận nhiều nè, cộng với lại cho nên là có nhiều rối rắm trở ngăn, nhưng sẽ vượt qua được, tức là mình có sao xấu kia nhưng mình đang ở trong đại vận 10 năm cộng này, tiểu hạn của mình là vượng địa nữa, cho nên là mình sẽ có rối rắm đi nữa thì mình cũng sẽ vượt qua được ha, và bảo toàn cái thành quả về tài sản của mình. Tuy khó khăn nhưng vẫn thắng lợi vì tiểu hạn đang vào vượng địa rất tốt. À, đó là một cái điều ngon lành ha, năm nay có vượng địa. Để coi cung tiểu vận nó có như thế nào. Cung tiểu vận á, thì có Long Trì, Thiên Khôi, Thiên Phúc, Hỷ Thần, Đường Phù. À, có nhiều cái tinh quân tốt này á, thì may mắn trong công việc làm ăn, được giúp đỡ của người khác, công danh tài lộc hưng vượng và nhà đất có thể sẽ có thêm. Đồng cung á, thì có Quan Phù, Thiên Khốc. Bên cạnh những thuận lợi thì cũng có khó khăn, không tránh khỏi cho cái sao mà Quan Phù và Thiên Khốc nó đem lại. Quan Phù là mình phải hầu quan rồi đó, đại loại như vậy, gây phiền nhiễu cản trở công việc, và cũng có thể bị bệnh nạn gây khó khăn cho đường tiến thân của mình, cho nên là cẩn thận sức khỏe. Với Thiên Cẩu, Điếu Khách, Bát Tọa nhập bệnh, dễ bị ốm đau nè, mang tai tiếng thị phi về lời nói, quan hệ làm ăn cũng đừng quá tin mà bị lừa gạt, mất tiền tốn của, sinh nhiều phiền muộn bất ổn trong gia đình. Nếu có dịp mà đi xa thì đi có cái mối làm ăn ở xa thì chắc chắn nó sẽ đem lại tài lộc cho mình. Cung tài bạch của các anh năm nay thì có đại hao và thiên hư ở trong cung, cẩn thận về các giao dịch tài chính, đừng nên bỏ vốn đầu tư vào cái gì lớn, nên tiếp tối cái công việc cũ thì mới có thể giảm bớt cái sự hao tốn về của cái sao đại hao ha. Rồi,
Nhìn chung như vậy thì các mặt về về tử vi năm nay á, ha, tốt thì chẳng bao nhiêu, thì xấu thì quá nhiều. Cuộc sống có nhiều biến động từ công việc đến gia đình, tuy không thất bại nhưng cũng khó được như ý. Mọi việc nên cẩn thận, đặc biệt đừng làm những gì mà trái với pháp luật. Dễ, rất là dễ, năm nay rất là dễ cho chổng ngồi, cho nên là đừng có làm gì việc trái với pháp luật. Rồi tình cảm gia đạo á, thì năm 2018 Mậu Tuất này á, thì do là cái năm này nó sao hạn vận niên yếu kém, cuộc sống thì có nhiều âu lo, tình cảm khó được vui vẻ. Năm nay các anh nên quan tâm nhiều với vợ con. À, tại sao vậy? Thì với đào hoa nè, thiên mã nằm trong hạn, thì tình cảm có nhiều chao đảo, dễ sanh chia ly. Từ thiên mã là ra, đi ra xa, đào hoa là thấy không, mình đã có gia đình là sẽ coi chừng coi ha. Nên để ý trong các mối quan hệ với nữ giới bên ngoài, dễ sinh chuyện bất hòa trong tình cảm gia đình và gây hiểu lầm về việc tình tay ba. Lại thêm điếu khách cô thần hội chiếu bên trong, nên giảm bớt những cuộc vui nhậu nhẹt ha, nếu không muốn tan vỡ gia đình, mất đi hạnh phúc đang có ha. Các anh nên nhớ là năm nay của mình xấu lắm cái đó đó. Với địa khắc nhập, bản thân nên giữ gìn sức khỏe, và con cái thì nhắc nhở nó đề phòng tai nạn. Các anh dễ sinh nóng giận bất thường, càng làm tăng phần rối rắm trong gia đạo. Nếu năm qua chưa nhận tin buồn, tức là năm 2017 á, thì các anh có sao là hầu á, trong thân tộc năm nay e khó tránh. Đối với các anh độc thân á, tình cảm khó chuyên nhất năm nay á, là các anh dễ đứng núi này trong núi nọ lắm. Có nhiều dịp đi xa thì dễ gây thêm những mắc miếu với lại sanh ra cái tình mới ha. Nên hạn chế trong tình cảm để khỏi rối ren tai tiếng. Nếu không khéo á, thì các anh sẽ làm bố năm nay á, mà không mong muốn đâu ha. Nếu đã có người yêu á, thì muốn lập gia đình á, tuy thuận năm nay không có thuận thời nhưng cũng không phải là hung niên, nên không có gì mà đáng ngại cả, có thể là cưới hỏi được hoặc là về dọn về sống chung được, góp gạo thổi cơm chung được ha. Sức khỏe thì năm nay á, là can chi á, đều hao tổn. Can thì bị mẫu nó khắc, chi thì bị thổ thủy nó khác nhau, cho nên là cũng có vấn đề ha. Cho nên là các anh cần phòng bệnh, nhất là đường hô hấp và tim mạch. Đặc biệt nên cẩn trọng trong việc đi xe và đừng quá nhậu say ha. Tai nạn dễ gặp hung hiểm, mà năm nay là năm nguy mạng. Năm nay mạng rất là dễ bị nguy chứ không phải đơn giản đâu ha. Rồi đó là những cái thông tin cơ bản về cái vận hạn tử vi của các anh trong cái khoảng thời gian của cái năm 2018 Mậu Tuất. Thì đối với các anh thì tổng xét mà năm nay thì rõ ràng là một năm rất là xấu, có nhiều cái trở ngại trong công việc cũng như gia đạo cũng như tình cảm trong gia đình, cho nên các anh cần phải cẩn thận nhiều hơn. Và không phải là cứ nguyên cái năm nó bị xấu vậy là tháng nào mình cũng bị xấu, các anh cứ yên tâm. Thì cũng phải tùy vào cái tháng nó bị xung mệnh hay không hay là này kia, chứ còn không phải nhất thiết là cứ trời ơi giờ sợ quá chắc cứ chui trong nhà không cũng không được. Mình có xấu đi nữa thì mình cũng phải bước ra làm, nhưng mà mình làm để mình biết được cái thông tin là năm nay năm xấu, mình đừng có cương trong làm ăn cũng như trong xã hội, mình có được cái nhận định tốt hơn. Mà mong rằng là các anh ở tuổi này là thuộc dạng là dễ thích nghi lắm, nhâm tí mà, tuy là các anh là người sướng thân nhưng mà các anh dễ thích nghi, và chuột thì thả đâu sống cũng được, thì các anh sẽ thích nghi được cái sự khó khăn của cái năm này mà có được những cái thành công trong cuộc sống. Thì em có làm chi tiết hơn, thì em có làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 từng tháng luôn, cho các anh cái tử vi từng tháng tuổi của các anh với cái tử vi tháng này như thế nào. Tổng cái năm này thì mình xấu rồi, thì bây giờ mình có xét từng tháng, và tháng nào là tháng xung và tháng nào là tháng xấu nhất để mình tháng đó mình phải đề phòng, và tháng nào tháng tốt thì tháng nào mình sẽ triển khai những cái công việc lớn ở trong đó. Đầu tiên hết á, năm nay tháng giêng của Mậu Tuất là tháng Giáp Dần, tháng này là tháng thủy, mệnh á, đúng không? Vậy thì là mệnh thủy, chúng ta là mệnh mộc, tháng thủy mà thủy nó sinh mộc sẽ tốt cho sức khỏe, sao bản mệnh sáng. Thiên can nhâm giáp không xung không hợp, trạng thái thì cân bằng tự chủ, ok. Rồi
đến địa chi Tý với Dần á, Tý với Dần á thì cũng không có gì hết, song sung không hình hại, không có gì với nhau hết, cho nên là ok. Như vậy tháng giêng năm Mậu Tuất 2018 là một tháng có thể nói là may mắn về sức khỏe và gia đạo của các anh, bởi các anh gặp tháng là tương sinh mà thủy sinh mộc, mà bản mệnh này được tương sinh thì sẽ giúp cho các sao hạn ở trong người chúng ta, bản mệnh tương sinh mà thì chúng ta sẽ được sáng lên, mà thì nó sẽ đẩy lùi những cái sao xấu đi, và chúng ta có những cái tinh quân tốt ở trong đó thì cái tinh quân tốt của chúng ta sẽ bốc lên và sẽ làm cho hạn chế những cái xấu đi rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó thiên can và địa chi của các anh thì không gặp hình hại hay xung khắc, thì công việc mà làm ăn và giao tế cũng không gặp vấn đề xảy ra. Đây là một khởi đầu thuận lợi cho một năm khá nhiều bất trắc, khởi đầu khá thuận lợi ha. Năm này nó không có gì hết mà gặp mạng bị tương sinh, tuy rằng chúng ta năm tháng này nhậu nhẹt nhiều nhưng mà cũng không đến nỗi nào ha. Ok, tháng này tháng ăn chơi mà, cho nên là cũng không có gì đâu. Đến tháng thứ hai là tháng Ất Mão, tháng hai âm lịch năm Mậu Tuất là chúng ta là tháng Ất Mão, tháng thủy, thì cũng như trên, thủy chúng ta tương sinh mộc thì tốt cho sức khỏe, nhâm Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tý Mão thì Tý Ngọ Mão, Tý Mão thì nó lại thuộc nhóm tự hình, mà nhóm tự hình thì nó sẽ nhẹ hơn lục xung lục hại rất là nhiều, cho nên là gọi là nó trong tứ hành xung thôi, cũng là tháng xung, nhưng mà tháng xung về địa chi nhưng mà nó không có nặng như là Tý Ngọ, Tý Mão thì nó sẽ đỡ thôi. Mà hình là sao thì ở ngoài đời chúng ta thấy rồi, con chuột nó rất là sợ con mèo, cho nên là chúng ta cũng cẩn thận cái tháng này. Vậy đối với các anh á, tháng 2 là một tháng khá lành vì được mệnh tương sinh, thủy sinh mộc, thiên can thì không gặp xung khắc, công việc sẽ thuận lợi, không đáng lo ngại gì hết, điều kiện nó không có va vấp ha. Tuy nhiên địa chi là tháng xung, thì các anh cũng nên cẩn thận ha, gia đạo có thể gặp chuyện rối rắm, cũng dễ vượt vàng vượt qua thôi chứ không có gì. Khởi đầu năm mới được 2 tháng mà tương sinh về mạng thì rõ ràng là một cái thuận lợi không phải nhỏ đối với các anh. Nó sẽ đem cho các anh rất là nhiều thứ, mình thuận lợi mà sức khỏe, mình có sức khỏe, mình có tất cả, và chúng ta cũng không có quá nặng gì, chỉ có một cái tháng 2 nó bị tự hình một chút xíu thì nó sẽ có va vấp chút thôi, nhưng mà các anh sẽ vượt qua rất là dễ dàng. Điều này là một điều rất là tốt, đúng không? Khởi đầu năm mà 2 tháng thành công là mình có gọi là có sinh khí rồi ha, chứ đừng có 2 tháng vô quốc 2 tháng thì chà bá nữa thì là mệt lắm ha. Mệnh tương sinh thì đầu năm có thể quấn bài cũng còn kiếm được chút chút ha, không thua ha, không có bị mất, chứ còn nếu không là thằng chừng đi luôn á. Rồi tháng kế tiếp là tháng 3, tháng 3 âm lịch là tháng Bính Thìn, tháng này là tháng thổ. Mệnh là chúng ta mệnh mộc, mộc sẽ khắc thổ, tương khắc xấu, cẩn thận cho sức khỏe. Thiên can nhâm, nhâm nó khắc với bính, thì cái chữ nhâm của chúng ta nó khắc bính, công việc sẽ gặp trở ngại và va vấp. Địa chi thì chúng ta có nhóm tam hợp thân tí thìn, dấu hiệu cho thấy nhiều may mắn ở địa chi. Như vậy tháng 3 của các anh có nhiều điều bất lợi vì mệnh tương khắc tháng mộc khắc thổ, thì điều này không mấy thuận lợi cho việc sức khỏe của chúng ta, hoặc là cái sự ảnh hưởng của cái bản mệnh của chúng ta cho những cái sao hạn tốt, nên là cẩn thận. Thiên can thì cũng bị tương khắc, sẽ là dấu hiệu cho sự khó khăn trở ngại trong công việc, nhất là giao tế, tuy nhiên cũng sẽ được sẽ vượt qua được một cách nhẹ nhàng, do là chữ nhâm của các anh nó khắc chữ bính chứ không phải là bính khắc nhâm, chữ bính nó khắc nhâm thì mới sợ. Thiên can tương khắc nó của chúng ta tương khắc tháng chứ không phải là tháng tương khắc của chúng ta, cho nên là cũng đỡ đi ha. Đây là tháng nhiều điều tốt, nhiều điều tốt, tuy nhiên cũng có nhiều điều xấu, nên các anh cần cẩn thận nhiều mặt, nhất là ký kết giao kèo coi chừng bị lợi dụng ha, và coi chừng là mình do cái tháng xung cho nên là coi chừng con bị con vợ nó chữ ha, hoặc là bị con vợ nó phát hiện con bồ nhí, cho nên là cẩn thận ha. Các anh là hay thu hút phái nữ lắm á, cho nên là cẩn thận đó. Rồi tháng 4 âm lịch của năm Mậu Tuất, tức là tháng này là tháng Đinh Tỵ, cũng là thổ luôn, mệnh của chúng ta cũng bị tương khắc xấu cho sức khỏe.
thiên can đinh á, thì nó hợp nhâm, đây là chủ sự hợp nhân từ về chủ nhân. Tý với tỵ thì tự chủ hòa bình, không xung không hại hình gì nhau hết. À, như vậy là một điều tốt ha. À, tháng này công việc của các anh sẽ gặp nhiều thuận lợi bởi có thiên can thuộc ngũ hợp đinh hợp nhâm. À, đây là một thuận lợi không nhỏ trong công việc cũng như là tài lộc tiền tài. Địa chi thì gặp cái việc không hình không hại hay tương khắc nhau cũng là một thuận lợi không nhỏ cho các anh, vì là cái gia đình nó cũng sẽ im ấm, mà gia đình im ấm đầu óc chúng ta thoải mái thì chúng ta mới chiến đấu ở bên ngoài được, đúng không? À, tuy nhiên vẫn như tháng 3, các anh có mệnh tương khắc tháng nên cẩn thận sức khỏe hay tai nạn nhẹ có thể xảy ra. Đó, cho nên là cẩn thận ha. Rồi đến tháng 5 âm lịch năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng hỏa, tháng mậu ngọ. Thì như chúng ta thấy không, mộc sinh hỏa, chúng ta bệnh mộc sinh hỏa, sinh sức, bổ mạng yếu, xấu, đề phòng bệnh nạn. Thiên can mậu thì khắc nhâm. À, mậu, cái mậu của chữ mậu á, của tháng nó khắc nhâm, xấu cho công việc, cần cẩn thận nhiều thứ. Tý ngọ, mẹo dậu, tý ngọ thuộc nhóm lục xung. À, địa chi là tý ngọ mà, tháng này tháng ngọ là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự đối chọi lẫn nhau rất là kịch liệt, cho nên là gặp lục xung là nên cẩn thận. À, đây có thể nói là cái tháng khó khăn nhất trong 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 của các anh. Bởi như thế nào, như không? Mệnh thì bị sinh xuất, ha, mộc sinh hỏa. Đây là dấu hiệu bổn mạng yếu đi, các tinh quân xấu dễ dàng phát huy các tác dụng xấu của nó đối với cái bổn mạng cả năm của chúng ta. Thiên can á, thì chúng ta là bị tương khắc mậu khắc nhâm, là một dấu hiệu rất xấu cho công việc, nhất là bị tháng tương khắc. Ha, và vấp công việc nó xảy ra rất là nhiều điều, nhưng mà thậm chí là chúng ta không giải quyết được, nhiều khi tai bay vạ gió đâu nó tới, thị phi nó cũng trong tháng này luôn, cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều hơn. Chắc chắn công việc làm ăn và danh lộc sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Địa chi lại càng xấu hơn, gặp lục xung tí với ngọ sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn rất nhiều, cho nên nó mà là các anh phải cực kỳ cẩn thận. Cả năm các anh đã rất xấu rồi, chơi vô tháng này nó xấu nhiều điều nữa, thì em khẳng định là tháng này nó rất nguy hiểm cho các anh, cả về bổn mạng, tiền tài, gia đạo, tự nhiên cả ba cái nó đều tương khắc hết. Cái này giống như là cái này là giống cái phễu vậy đó. Các anh đang vậy nó xuống cả xong nó lên, cho nên là các anh cẩn thận cái tháng này giùm em ha, chứ đừng có mà đơn giản nói thì em phân tích là như vậy thì các anh đã thấy rồi đó. Em sẽ dùng những cái tương quan về ngũ hành và tử vi để em xét, thì em thấy là tháng này nó rất là xấu, cho nên các anh cần cẩn thận nhiều hơn trong tháng này nha. Rồi tiếp theo là đến tháng 6 kỷ mùi, tháng này tháng hỏa luôn, thì cũng giống như trên, mộc sinh hỏa sinh xuất, bổ mạng yếu, xấu ma bệnh nạn. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tí mùi, tí mùi thì thuộc nhóm tương hại. Tương hại ở đây là được hiểu là sự cản trở nhau, gây khó khăn cho nhau, nó nhẹ hơn là lục xung. Nó là lục hại thì nó tương hại thôi, chứ nó không đến nỗi là lục xung. Đây là tháng tiếp tục gặp sinh xuất bản mệnh, ha, nên cẩn trọng về sức khỏe. Đối với các anh tháng năm này ha, là tai nạn phạm thân. Ha, năm cái sinh xuất bản mệnh nhiều là tai nạn dễ phạm thân lắm, dễ gây ra máu mủ ha, chết chóc. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không khắc nhau, sẽ giúp cho công việc bớt khó khăn hơn cái tháng năm vừa rồi, cái tháng mậu ngọ, tháng năm tháng mậu ngọ. À, tuy nhiên với địa chi bị tương hại tí với mùi á, thì gia đạo sẽ vẫn còn nhiều rối rắm chưa yên. Ha, các anh cần nhún nhường vợ nhà và biết hạn chế những cái cuộc chơi bên ngoài để cho mà mình níu kéo cái gia đình hạnh phúc trở lại. À, như vậy trên đây là tử vi của cả năm Mậu Tuất 2018 của các anh tuổi Nhâm Tý, cộng với vận hạn 6 tháng đầu năm để các anh có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình tốt nhất. Hy vọng nó là những cái thông tin bổ ích mà em chia sẻ, nghiên cứu và chia sẻ được với các anh. Nó giúp các anh biết cương nhu trong những cái tháng đầu năm làm ăn nó sinh lợi lộc, để có tiền như ở đó trên, có thể là mua được đất, sắm được nhà lầu, xe hơi ha, và nhất là đừng có cự cãi gia đình. Năm nay xét chung của cả năm thì các anh vẫn rất xấu ha, cho nên là cần cẩn thận nhiều.
chứ không có phải suôn sẻ gì đâu. Cho nên là làm cái gì cũng phải nằm trong tầm tay của mình. Rồi, video đến đây là hết. Xin cảm ơn các anh đã theo dõi. Nếu như các anh thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ, cộng như là comment cái ngày tháng năm sinh của mình ở bên dưới, nếu như các anh muốn hỏi sâu hơn, cũng như là các bạn khác không có phải là tuổi nhâm tí đang xem video, nếu như các bạn thấy hay, các bạn có xin bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video clip tiếp theo, có thể là về tử vi tuổi của các bạn cho năm Mậu Tuất, hoặc là gia đình, hoặc là bạn bè. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.